Người ta thường nói con người quan trọng nhất dáng gì da, đó là hai điều tất yếu làm nên vẻ đẹp của mỗi chúng ta. Để lúc nào cũng có được vẻ đẹp rạng ngời, chúng ta cần phải đặc biệt quan tâm đến chế độ dinh dưỡng của bản thân. Mỗi buổi sáng trước khi bắt đầu một ngày mới, tôi thường chọn cho mình một ly nước bột cần tây Hope Slim Magic Power. Không chỉ mang lại sự tươi tắn rạng rỡ, bột cần tây Hope Slim còn rất giàu chất dinh dưỡng với các thành phần chính được chiết xuất từ thiên nhiên như bột cần tây sấy lạnh, chiết xuất hồng sâm Hàn Quốc. Đây là hai điểm tạo nên sự khác biệt của bột cần tây Hope Slim. Ngoài ra còn có chiết xuất trà xanh, chiết xuất quả bứa, chiết xuất thảo quyết minh, chiết xuất lá sen. Với cam kết 100% thành phần đến từ thiên nhiên, tất cả mang lại những giá trị dinh dưỡng cần thiết để tạo ra năng lượng một ngày mới cho cơ thể. Để có một vóc dáng thật hoàn hảo, tôi luôn chọn cách tập luyện thể thao mỗi ngày và bột cần tây Hope Slim Magic Powder. Chính là một người bạn thân thiết với tôi trong quá trình luyện tập. Chỉ với một gói bột cần tây Hope Slim vào mỗi buổi sáng, nó sẽ giúp hỗ trợ cho bạn giảm cân một cách an toàn, lấy lại vóc dáng săn chắc, tăng cường sức khỏe và sức đề kháng. Sau khi một tháng mình sử dụng bột cần tây Hope Slim này, kết hợp với tập luyện sức khỏe nữa, thì sau một lần tái khám, mình bất ngờ là lượng mỡ trong máu mình giảm rất là cao. Thì mình cảm nhận được là cơ thể mình rất là khỏe khoắn nè, không còn mệt mỏi ù lì như lần trước nữa. Mình thì mình đã sử dụng được hơn 2 tuần, thì cũng hơn nửa hộp rồi đó. Thì cảm giác của mình là người rất là nhẹ nhàng, và cái vòng bụng của mình là mình thấy nó nhỏ hẳn đi. Bột cần tây Magic Power này có tác dụng rất tốt để giúp cho chị em phụ nữ, tất cả chị em phụ nữ của chúng ta, đặc biệt là những người mà bị thừa cân béo phì, những người bị tăng huyết áp, những người bị mỡ máu cao, thì hoàn toàn có thể dùng được cái sản phẩm này. Và sản phẩm như là tôi đã phân tích ở phần đầu, thì một phần trong thành phần chiết xuất cần tây còn chứa rất nhiều các vitamin và khoáng chất khác, giúp cho cơ thể của chúng ta thải độc, thanh lọc cơ thể, thải mỡ dư thừa cho cơ thể, và giúp cho chị em phụ nữ của chúng ta tuy là giảm cân nhưng chúng ta vẫn giữ được cái hình dáng thon gọn, cũng như là làm da săn chắc và tươi sáng, không bị nhăn, không bị sạm và không bị chảy xệ. Vô cùng dễ dàng và không hề mất thời gian để có một ly nước cần tây. Mỗi buổi sáng bạn cần chuẩn bị khoảng 80-100ml nước ấm. Lấy một gói bột cần tây Hope Slim Magic Powder, đổ vào cốc nước, khuấy đều và thưởng thức. Nên uống trước buổi sáng 30 phút là bạn sẽ có một ngày mới tràn đầy năng lượng. An toàn, hiệu quả, chất lượng. Bột cần tây Hope Slim, khỏe từ bên trong, đẹp cả bên ngoài. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.